Sáng ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Sơn tổ chức hội nghị truyền thông, hướng dẫn cộng đồng về phân loại rác thải tại nguồn. Tới dự có đồng chí Trần Duy Tưởng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Thực hiện kế hoạch số 44KHUBND ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Sơn thực hiện các biện pháp đồng bộ đẩy mạnh việc phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân dân phường đề ra mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, 9 tổ dân phố đều thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, duy trì thực hiện trên toàn địa bàn phường. Ủy ban Nhân dân phường sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, lưu giữ, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền hướng dẫn cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại mỗi gia đình qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức thay đổi về hành vi thói quen của người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường